Xin kính chào quý vị, Ái Công Minh đang ngắm mặt trăng ở bầu trời San Jose, Bắc California, chiều hoàng hôn ngày cuối tháng 5, 30 tháng 5, 2020 quý vị. Và bầu trời San Jose ngày hôm nay rất là trong, khoáng đãng quý vị. Và ngắm mặt trăng mà còn được ngắm mặt trời lặn nữa vậy. Và đây là cái thói quen rất là lãng mạn của người dân vùng San Jose. Và đây những phút giây mặt trời lặn ở vùng vịnh San Francisco. Và bên kia đó là biển Thái Bình Dương vậy. Lặn ở bên Mỹ nhưng mà mọc ở Đông Nam Á, Việt Nam đó. Đó, vì thấy hai mặt trời không? Mặt trời phía trên là mặt trời thiệt. Và mặt trời phía dưới đó là phản chiếu vùng vịnh San Francisco vậy. Đó. Rồi hôm nay là ngày 30 tháng 5, 2020. Ngày rất là đặc biệt của Hải Công Minh ở San Jose. Sau gần 2 năm ở Hoa Kỳ. Hôm nay Hải Công Minh đã có mặt ở San Jose, Bắc California, gần với vùng vịnh San Francisco để lần đầu tiên đón hoàng hôn trên vùng vịnh giáp với lại Thái Bình Dương. Và quý vị thấy mặt trời từ từ lặn xuống cái áng mây. Và sau đó là trên vùng biển của Thái Bình Dương. Thì từ đây đi thiệt là xa nữa là tới ngoài khơi của đảo Hawaii. Sau đó đi qua đảo Guam về Thái Bình Dương, về Biển Đông ấy. Và bên kia nữa vòng trái đất. Thì lặn bên đây nhưng mà lại mọc ở bên Việt Nam đó. Tuy là xa nhau nhưng mà cùng một mặt trời. Đó, quý vị thấy khi mà mặt trời chính nó từ từ lặn xuống to thì cái phản chiếu phía vùng vịnh mặt nước nó bớt lại. Và đây là những giây phút rất là ấn tượng, độc đáo, thiêng liêng của những ai yêu thích thiên nhiên, yêu thích về không gian, về vũ trụ, vì sự mênh mông của trời đất với lại quả địa cầu, giữa mặt trời và mặt trăng, giữa con người và vũ trụ. Những giây phút này giúp cho mình mở rộng tầm nhìn, gạt bỏ hết những cái lo toan lắc nhắc trong cuộc sống để trở về những ý nghĩ rộng lượng, bao la, to lớn hơn. Và một ngày thì có hai lần mặt trời mọc để bắt đầu ngày mới sau làm việc vất vả. Thì kết thúc đó là lúc hoàng hôn mặt trời lặn nữa vậy. Cũng là bắt đầu một đêm dài để nghỉ ngơi, tràn đầy năng lượng. Và để ngày mai lại tiếp tục theo vòng tuần hoàn của tạo hóa. Mặt trời mọc lặn là do con người ở trên trái đất. Mình nghĩ mình sống trên đây do trái đất quay vòng tròn qua lại nên mình bị nửa vòng khuất, nửa vòng thấy, cứ vậy ngày đêm luân hồi. Chứ thật sự mặt trời vẫn là một và ở xa tích, ở Thái Dương Hệ. Còn trái đất chúng ta tự xây, nửa vòng bên đây thì tối, nửa vòng bên kia thì sáng, thì chúng ta mới có khái niệm mặt trời mọc và mặt trời lặn là gì. Vì thấy nhìn giữa màn hình bây giờ đang từ từ tròn nhất cái gì, từ lặn xuống vùng vịnh. Và xung quanh đây là con đường đi lên núi để người dân có thể dừng xe bất kỳ nơi đâu để đón hoàng hôn trên vùng vịnh San Francisco. Thung lũng Silicon nằm sâu phía dưới vậy. Và những nhà nhiếp ảnh gia đi săn hình này. Phía dưới là thung lũng Silicon ấy vậy, nơi có tập đoàn Google, Facebook, YouTube,
Microsoft. À, và dãy núi bao phủ mây trắng đem không khí lạnh, hơi nước của Thái Bình Dương đến cái gì. Còn dãy núi phía đông giáp với sa mạc Nevada thì lại đem không khí nóng đến. Đó, giờ gì thấy lặn xuống được 1/3 đó. Phong cảnh rất là huyền mặc, huyền diệu gì. À, thấy lấp lánh mặt nước ở vùng vịnh đó. À, và sau vài phút nữa là mặt trời sẽ tạm chia tay ngày cuối tháng 5, để ngày mai đã là ngày 1 tây tháng 6 vậy. Và hôm nay ngày 30 tháng 5 là ngày rất đặc biệt của Hải Con Minh, đến với San Jose, California. Và hy vọng trời Phật sẽ phù hộ Hải Cơ Minh, ba cha con mọi điều tốt lành, may mắn. À, đây là cảnh mà rất nhiều người đến Cali, San Jose đều săn đón. Thấy đẹp không? Đó, lặn xuống từ từ rồi cái gì. Wow, nó từ từ nhỏ lại đó. Wow, thank you. Ngày 30 tháng 5, ngày nhớ mãi của Hải Cao Minh, tại San Jose, Bắc Cali, Phật Nha, miền Tây Hoa Kỳ. Thank you, em lấy gì. Biết là ai. Rồi, đi về cái gì ơi. Lặn rồi đó. Good eye.